Ôi. Ôi, trời ơi, khó gì các bạn ơi. Ui. Má mình nổi da gà luôn các bạn. Con mẹ nó. Đúng là hồng đeo nó nguy hiểm phải cứ. Ấy, xe của ta. Má lú đâu ra trời. Mình làm việc cực khổ các bạn, đến pizza tùm lum thế giới bạn, mình phải chạy xe từng chuyến để mình giao hàng, để mình có được đồng tiền để mình buôn cần các bạn. Giao pizza quá chán, thành trẻ trâu. Rồi phải cưa gỗ để kiếm thêm tiền, để có nhiều tiền thêm để buôn cần tiếp bạn. Kiếm tiền nó làm gì? Kiếm tiền nó buôn cần, mà buôn cần nó làm gì? Để kiếm tiền rồi lại buôn cần các bạn. Vẫn phải đập đá và đập đá để kiếm tiền, và kiếm tiền để buôn cần, mà buôn cần để kiếm tiền để đập đá. Làm việc mệt miệt mài bạn, thì mình đã có con xe này bạn. Các bạn cứ tưởng là con xe này mình mua đó không? Mình lầm á. Mà nó có NO2 luôn các bạn. Nitro đó, sướng vãi. Ok, hôm nay là những cái tiêu đề mình sẽ vô buôn cần bạn. Trời, nó mới vô gây sự bạn. Đây mình sẽ qua cái điểm đỏ trên đây các bạn ơi. Không biết nó sao đây, trải nghiệm khá là mới. Mình cũng được 2.000 mấy đô rồi. Thêm trong tài khoản của mình nữa là khoảng nhiêu nhỉ? 2.240 mấy với trong tài khoản mình có 1.600 đô nữa các bạn. Khá là nhiều, có thể buôn cần. Nhận xe ngoài đây hay có mấy thằng cướp lắm. Hở cái nó bợ đồ mình các bạn. Hở cái nó bợ đồ mình. Kìa trời. Vô cái căn nhà này các bạn. Mình sẽ vô cái căn nhà này là mình sẽ get shit nè các bạn ơi. Get shit. Ok. Mình sẽ you have to show about a bushel from Brunhead. Land seed. Ok, mình sẽ đi trồng cái cây này các bạn ơi. Land seed. Okay. Ôi chết mẹ. Rồi sao? Đây nó ready to pick it. Ui chết bà. Mẹ ơi, mình trồng trước cái nhà luôn các bạn. Ui, đâu rồi? Ủa đâu rồi? Tàn hình các bạn. Con ngựa nó trong đây nó sẽ tàn hình. Bạn nào lấy xe của mình rồi các bạn ơi. Đờ mờ nó sẽ tàn hình các bạn ơi. Mấy cây đó nó sẽ tàn hình, mình chỉ cần nhớ là mình trồng đâu các bạn. Xe nào mà của mình đúng không ta? Em hồi xe của ta hả mày? Ok, mình sẽ chờ cái cây đó nó mọc lên nha các bạn. Không biết chừng nào nó mọc đây. Yeah, ok bạn, cái cây nó đã lớn rồi nè các bạn ơi. Mà bạn không thấy đâu, bạn thấy mấy cây này không? Là của mấy thằng kia trồng các bạn, nhưng mình thấy mình qua giờ mình hôi của nó nè bạn. Big big. Ok, mình sẽ big big. Mình sẽ được 99. Ủa? Chết bà. Mình coi hình như cái post của mình hơi nhiều, mà cái crack của mình hơi ít. Nó không có thu hoạch được bạn. Vãi, không có hôi củ được rồi. Rồi để mình thu hoạch cái của mình. Mình sẽ được 21 gram post bạn. Cái post đó là cái để bạn sẽ dùng tới cái lá. Nếu bạn mà lấy được cái post đó xong, bạn sẽ qua cái gọi là cái phòng để chế tạo ra cái crack của bạn. Rồi bạn mới đi bán được bạn. Trước tiên là bạn phải hôi xe của mấy nguồn này. Mấy này chỉ láo lắm, phải hôi mới được. Mới vô mấy bạn sẽ hơi nản, tại vì khá là không. Rồi xong, mất chiếc xe nha em. Xe là của anh Mơn. Mơn đưa xe anh á. Ngon. Có một công việc ở gần cái lab đó là các bạn có thể đi là buôn lậu. Bạn mua cái rác đó rồi các bạn sẽ buôn lậu về cái nơi này các bạn. Kiểu như cùng một nơi á. Đấy, cái chữ xe là cái crack lab đó các bạn. Đây, crack lab nè các bạn. Ok, mình sẽ vô. Vô, đấy, các bạn sẽ có một cái vài cái nhiệm vụ để mình coi tham quan này. Tại mình vô mình kiểu như mình làm nhiệm vụ này thôi. Coi có gì để mình có bán crack được cho ai không. À, mình cũng dụ. Sau khi mà mình ráp xong á, mấy bạn có thể dụ mấy bạn đó mua nó. Mua bạn. Đây, mình sẽ... thôi mới đầu vô cấp của bạn chỉ được 5. Ủa 25 crack, ok. Hình như hơi lố đúng không bạn? Như mình mua hơi lố, như mình phải bán thôi bạn ơi. Mình ra mình gạ bên đó. Nói chung là bạn sẽ đi vô đó, bạn sẽ có một cái bot 85 bot hay không? Eo, mình sẽ gạ mấy liền này mua đồ. Mình thấy nhau mấy này đó nha. Sell crack. Mua không? Tao có rất nhiều crack. Sell crack.
Đây gạ thêm được thằng nữa mày. Nhìn rửa không biết có mắc không nhưng mà cái áp phò nó. Yeah. Here you go man. Yeah. How much? Stop. Ok nó kêu mắc rồi đụng mí cái thế nhỉ. Ok. Now 10 1000. Yep. Ok, đồng ý đi chưa? Lên tiền nào, lên tiền. Ngon. Yes, thêm một người rồi bán được rồi bạn. Đúng lời phất lẻ. Ok, nó phi vụ bạc tỷ. Gạ thêm này nữa bạn ơi. Cũng phải có tiền lời đúng không bạn? Không đâu bạn, mấy này điếm lắm. Ăn liền gì mà điếm chó vậy. Có bạn, không có thôi nha bạn. Ui, tao chỉ bán xe rưng. Ui, trời má bằng đảng đó nè bạn. Cái gì vậy? Ui, mấy ăn liền này cay thế. Lấy xe mình đi thôi bạn ơi. Mày ha bữa này. Ở chỗ kinh doanh mình bạn ơi. Sao hư luôn rồi. Khốn nạn. Anh đó. Rồi. Khốn nạn nữa. Rồi cháy đen rồi. Mấy xe mà cháy đen vậy bạn không vô, không nên vô nha bạn. Có thời gian. Kinh nghiệm chơi mấy lần của mình nè. Vô thử coi. Đó, canteen nó sụp. Mình lại đem được. Ui. Ui. Xe này vẫn còn chạy được nha, Rồi hết chạy được, nó bắn hết chạy được rồi các bạn ơi. Ra nó sơi chết mẹ em. Ui nó vô luôn. Ui. Chạy. Cho tao mượn. Má sao nó cứ ăn mình, nó chơi mình rồi các bạn. Bạn ơi, mấy mèn đó phá việc làm mình các bạn. Nó kiếm được có mấy ngàn đô à. Mình sẽ báo cáo lên cho mấy hàng gì nha. Mấy hàng sẽ có thương tới đó cứu mình mạng. Không biết nó có chấp nhận cái lời kêu gọi mà nó bóc lồm láo gì. Nhìn đi. Ngân tơ đồ hả? Chết lâu đồ hả? Mình đã lấy được cái gì rồi nè bạn. Mình sẽ là lấy được cái xe mà có nitro rồi các bạn. Má tự nhiên mình chết đâu 2-3 lần. Mất 300 đô sầm cứt thiệt chứ. Mẹ bán có được nhiêu đâu, có 1000. Chết phát mất 300 đô. Này 3000 đô. Mình sẽ phải đi bán thêm crack thôi bạn. Ok, mình sẽ làm nhiệm vụ của cái gì gọi là gì nhỉ? Cái đó gọi là gì ta, quên tiêu rồi. Là sẽ mình sẽ wood chop trước các bạn. Wood chop, ok. Wood chop trước rồi mình cái sau mình qua đó mình kiếm một cái gọi nhiệm vụ gọi là đi giao hàng cắm. Ê, bên kia có chiếc mô tô phải không? Mô tô là giao hàng là mình nói là chỉ có là gọi là chức thôi các bạn. Coi chiếc nào cũng gọi của tao. Của thế. Ngu gì. Đứng lên trước nha bạn, game này bạn đứng lên sau bạn mới giành lợi thế được nha các bạn. Game nói vậy. Nếu mình chơi mình có kinh nghiệm rồi, toàn lên trước rồi, toàn bị mấy nó đạp văng ra không các bạn. Các bạn chơi gán kìm mấy chiếc xe trước khách sạn với lại trước cái gì nhỉ, trước bệnh viện với lại cái kiểu như là cái siêu thị nó sẽ có nha bạn. Đây
mình sẽ tham gia cái gọi là cái smuggler job, là cái gọi là cái gì nhỉ, cái giao hàng cấm nha các bạn. Ok, mình sẽ đi tới cái chỗ giao hàng cấm khá là xa luôn và chạy về cái khu này nữa nha các bạn, không gần đâu. Các bạn cứ đi theo đường mình nó em, hoặc các bạn muốn khám phá cái đường nào cũng được, nhưng mà cái đường mình có lẽ là ngắn nhất. Ồ xanh à, trong đây hình như cũng không có hàng nào làm công an, không phải không có mà nó làm biến các bạn. Vẫn bắt người nha, trước mình chỉ chơi là bắt mấy vụ rồi đó, và hình như có cướp nhà băng nữa, mà cướp nhà băng sao mình cũng chả biết luôn các bạn nha, chả hiểu. Có anh em mà anh em Việt Nam mình hôm nay không có, mình mới dạy mình mới chơi, anh em kêu anh em Việt Nam mình hôm nay các bạn, ai có điều kiện thì có cái điện thoại thôi được rồi bạn. Nó vô vô làm quẩy quẩy thấy bà nội luôn các bạn, quẩy mấy ngày luôn. Thế hiện mình là Việt Nam Philippines hả, Philippines tuổi rồi đó mấy, đó mấy chiếc xe chó nguy hiểm chó vậy, bữa đi tự nhiên tới nổ đùng cái mất tiêu luôn. Hay cái nhà máy sắp tới nên mạng nói hơi nhiều, chị game phải bình luận cho các bạn. Đợi đây, có chỗ đây có một chỗ băng đảng hay thường hay tụ tập, còn vô mình cà khịa hả, nó mé nó bắn chết luôn rồi, sống luôn. Cái điên này chắc lại điên này nè. Đây cái chỗ đó 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 đó, cái xe màu đen này dần nữa bạn, khá là đông má, không dám đụng luôn, bữa bị chơi lần rồi không dám đụng. Nó buông cần xa lậu đủ xanh. Vô vô cửa này cho lẹ, ôi ôi mẹ nó, cầu cho giao hàng thuận lợi bạn ơi. Trước đây cũng sẽ có một cái ATM cho bạn có gì lấy tiền nữa bạn, mấy bạn xuống mà buông cần nữa bạn chơi nha các bạn. Đây mình sẽ create cái gray này. Đây bạn sẽ chọn crack or bot, mình sẽ like crack, tại nó cũng crack or bot giống như nhau mà cái bot nó đi xa hơn nên mình sẽ chọn crack cho nó easy hơn. Đó mình sẽ run crack nè các bạn. Hãy bạn giao sau xong cái hàng này mình sẽ có cái crack trong túi bạn nha, các bạn không phải cần trồng cần xa chi nữa, hiểu không? Thằng không hé cái thằng này thì bắt buộc mình phải chạy bộ. Cái cú thế nha, cú. Ok, ơi mé có thằng đi buôn cần các bạn ơi, ơi xe hình như chạy được các bạn ơi, mới khó trắng thôi, khó trắng là còn cơ hội. Ừ, hay lắm em trai ạ, à. Mẹ, đơn tung. Ơi trời, nó tung văng cái chiếc xe đi luôn kìa, phải không? Ơi chiếc mô tô, hình như chiếc của mình cơ mà. Ở chiếc của mình bạn ơi, thôi mặc cái mũ vô cho chắc bạn, không là ăn cướp á, chỉ có làm mới có ăn, không chỉ có ăn cướp ăn đồ bò. Ok, quên nó chỉ cướp hơi thù. Chỗ này đi bên đây, đây tới. Ui cái gì vậy? Ok bạn, cái thấy bạn có thể thấy là bạn sẽ cái dòng chữ trên mình sẽ nhận được 400 đô, với lại nó đã cho bạn thêm 3 cái crack nữa các bạn. Để mình sẽ gã mấy cái này trước khi kết thúc tập này các bạn. Mấy cái này không cần nhiều đâu. Ủa mình là drone dealer cơ mà. Chết bà, mình không phải là drone dealer thôi các bạn. Mình sẽ về lại làm drone dealer các bạn ơi. Ok, tập này mình chơi đến hay thôi các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành và mong các bạn ủng hộ cái video mới. Ủa, cái channel mới này của mình nha bạn.